Và tại vị trí này anh Tân có giới thiệu với Đỗ Sinh để truyền tải thông tin đến với các bạn. Đó là hai cây sơ ri. Vườn sơ ri. À nhưng mà không phải hai cây đâu. Phía xa này còn những cây tầm nhỏ hơn rất nhiều. Đây là anh nói là một vườn luôn. Nhưng mà chúng ta đưa hình ảnh của hai cây đại diện là những tác phẩm lớn hơn cả. Đây chúng ta cùng thưởng thức. Rất là độc đáo. Hai tác phẩm này đã nằm trong bao lưới và đặt xuống đất, chứ không phải là ở trong đất, chỉ có nhấc lên là xong. Và đây là một cây khế chua. Một gốc lộc vừng cũng rất đẹp. Tôi xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm vú sữa của nhà vườn Tân Hoa. Một cây vú sữa mà có một cái bệ rất đặc biệt. Bệ gốc có đường kính sát mặt đất khoảng độ 1,5 m. Tôi phải ngồi sát xuống để quay, bởi vì là cây vú sữa vẫn đang trong bao lưới đặt xuống đất. Nếu mà đưa lên chậu thì rất đơn giản, chỉ có nhấc lên thôi. Thân cây vú sữa sau nhiều lần cắt chặt để hạn chế chiều cao đã ra được những cái tay tán như thế này. Với thân bệ lớn như thế nhưng mà tổng thể của chiều cao sau khi xử lý, cây vú sữa chỉ cao khoảng độ 3,5 m. Và chắc tới đây anh Tân sẽ cho người chặn những cái cành phía dưới xà mặt đất để nó khô được cái thân bệ ra. Bên cạnh cây vú sữa, chúng ta thấy là nhà vườn Tân Hoa có một vườn hồng. Anh có thể nói về các cái loại giống hồng ở đây có nhiều bao nhiêu loại không? Hồng cổ Nhung, hồng cổ Sapa, vâng, Văn Khôi. Là cổ và vâng. Và số lượng những cái khóm hồng ở khu vực này cũng rất nhiều và nhiều chủng loại như anh Tân vừa kể cũng như chúng ta. Cái gì ạ? À cây sung ạ? Ở góc kia còn cây sung ạ?
Và đến vị trí này anh Tân có giới thiệu với chúng ta một tác phẩm cây sung mà có một cái bệ rất lớn. Tuổi đời cây sung khá cao, thể hiện ở những cái lu biếu và thân đã lên vảy rồng, bong tróc lên rất nhiều. Trước mắt chúng ta cùng quan sát cái bóng dáng tổng thể, sau đó tôi sẽ chia sẻ sát gốc sung để chúng ta cùng thưởng thức. Tác phẩm sung cũng đã được đặt trong bao lưới, với cái công việc mà nhấc lên chậu thì rất là đơn giản. Sau khi lên khỏi mặt đất khoảng tầm 80 phân đến 1 mét, bệ sung chia thành hai nhánh. Đẹp quá. Hướng này hơi ngược sáng. Nhưng mà chúng ta đã được thưởng thức cái bóng dáng tổng thể của tác phẩm sung. Có một cái bóng như vậy. Đây là một tác phẩm sung rất lớn. Và phía đối diện, tôi thấy bệ rễ của cây sung trải ra rất rộng, trải ra điểm xa nhất đối với gốc là khoảng độ gần 2 mét. Mà sau khi chặn rễ ra, rễ mới đã lên, đã quắp xuống như là móng rồng. Thật là tuyệt vời. Tiếp đến, Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn một tác phẩm xanh mà có cái thân rất là kỳ quái thế này. Đây là tác phẩm xanh mà nhà vườn Tân Hoa cũng để trên khuôn viên của trường đại học, đối diện với gia đình. Đây là một tác phẩm Nguyệt Quế, cũng có cái tuổi đời rất cao. Thank you.
Anh có đặt tên tác phẩm này là cái gì không anh? Không biết đặt tên là gì à? Cây xanh đẹp quá. Đấy. À, đành phải đứng trách thôi vì hướng kia nó nắng trực diện. À, đứng đây xong tôi zoom lại gần để nhìn thôi. Đẹp không? À, khi chúng ta zoom lại sát gốc, toàn bộ thân bệ rễ thành một cái vách rất đẹp. Và bây giờ chúng ta chuyển sang hướng ngược lại. Cứ để đây không? Không ấy đâu. Được rồi, cây này cũng quay qua thôi mà. Như vậy là hết rồi đúng không? Cây liệu. Bây giờ chúng ta kết thúc video này bằng tác phẩm cây liệu dáng siêu. Một cây liệu song siêu như thế này. Sau đó để chúng ta chuyển sang cơ sở vườn thứ hai. Theo tôi được biết thì gia đình vườn cảnh Tân Hoa có 3 khu vườn, 3 vị trí để cây. Đây là chúng ta vừa chia sẻ xong ở khu vực của vị trí thứ nhất. Đây là trường trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh Thanh Hóa. Đỗ Sinh xin dừng hình những video chia sẻ vườn cảnh thứ nhất của nhà vườn Tân Hoa để chúng ta chuyển sang cơ sở thứ hai. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi những video chia sẻ khu vực thứ nhất. Và với video tiếp theo, Đỗ Sinh chia sẻ với các bạn một số những tác phẩm cây xanh tầm lớn của nhà vườn Tân Hoa. Vì mật độ cây này quá dày, Đỗ Sinh không thể tiến sát được gốc cây mà phải dùng đến biện pháp là zoom kính, zoom ống kính, zoom vật thể gần lại để chúng ta chia sẻ.
Và bây giờ chúng ta chuyển ống kính sang phía đối diện.